Ngày 22 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và 18 phường thuộc quận chấn chỉnh công tác phòng chống dịch COVID-19 sau khi xuất hiện việc người dân đổ xô ra đường chơi Trung Thu vào tối ngày 21 tháng 9. Văn bản nêu rõ vào tối ngày 21 tháng 9, tối Trung Thu trên địa bàn quận, nhất là khu vực quanh Hồ Gươm, trục đường Hàng Bài, Phú Huế, Hàng Mã, Hàng Lược, người dân đổ ra đường rất đông, thể hiện sự chủ quan, coi thường sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng và đặc biệt là đã không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch. Ở thời điểm hiện tại, quận Hoàn Kiếm vẫn là nơi có nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Do đó, để kịp thời chấn chỉnh sự chủ quan của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận bố trí cho người lao động làm việc theo nguyên tắc 50-50, 50% tại trụ sở và 50% làm việc online tại nhà. Đồng thời xây dựng phương án phòng chống dịch, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng, nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm việc phòng dịch, tuân thủ 5K, hạn chế ra đường. Quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị người dân thực hiện nghiêm 5K, khai báo y tế hàng ngày trên website www.tờkhaiyte.vn hoặc ứng dụng nCoV Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác, không ra đường khi không có việc cần thiết. Quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường của quận thực hiện nghiêm kế hoạch phòng chống dịch của quận theo chỉ thị số 22 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 9 về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Các phường tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ gia đình và có trách nhiệm với cộng đồng, duy trì các chốt tự quản, chốt bảo vệ vùng xanh. Đặc biệt, quận Hoàn Kiếm yêu cầu công an quận thực hiện tăng cường tuần tra lưu động kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Đồng thời chủ động phương án phân luồng từ xa, đảm bảo giảm mật độ giao thông và xử lý các điểm tập trung đông người. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.